Đây, sau 2 tiếng hồ mình đến khu vực mua máy photo. Đây, máy photo. Vào cái này này, vào cái này này, vào cái AA này, rồi là nó bóng chữ, ví dụ như chữ cộng hòa mà nó có cái lập chữ đằng sau phía sau máy á, và một cái chữ AA này, Z này, là được rồi, là nó liền, ui là nó đang ghi đấy, còn như mà cũng như màu xanh nó in hình màu xám hay màu gì đó, là ken lại màu, ken màu, rồi ken xong, rồi là siêu cho nó chạy xong cái này, vẫn liền luôn không? Đúng rồi. Lia này nó có bị hao mực không? Không. Thường là cũng như máy in mực nước đi, mình lia nó sẽ phun mực, nó sẽ bỏ mực đó, nó bơm mực khác nhau. Nhưng mà ta thấy thằng mực nước còn thằng này mực khô nó khác. Đây này, còn cái thằng kia anh gọi cái chữ admin này, cái mà anh bảo là nó màu xanh, nó sai màu, nó xanh nó ra màu đỏ gì đó. Thằng một không ba là lộn ba một không bốn tám thằng đây, vào cái này này, vào cái này này, đây vào cái này này, nó sẽ in ra một tờ thì xong anh ken lại màu, anh đặt hay là anh bỏ xuống này. Anh bỏ bấm star tự nó ken lại, xong bấm cái này, bấm cái này, anh làm 3 lần, làm từ bấm 3 bước luôn. Đúng rồi. Copy 600 BB. Copy là nó đó. Copy là lúc mình photo, còn những cái này là lúc mình chỉnh in. Dạ. Thì mình làm đã mất công, nào mình làm cả 3 cái luôn. Được rồi, được rồi. Lỡ làm luôn đi, cho biết. Làm một cái này, hai cái xong. Màu vàng màu đen chip hả? À, chứ đừng gắn lậu là không báo lậu. Mày để mất công hồn, mày lấy cũng lồn xù lồn. Cái mã là cái gì? Thăng 1048 thăng. Cái này vô là vô cái gì đây? 9.000. 9.000 đâu? À, quên hồi nãy, quên rồi bấm lồng vô, tự nhiên quên. Vô ý là chỉnh lại cái 9.000 rồi. Thôi. Thôi bỏ trên máy cuốn.